những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Tổng thống Hàn Quốc nói cần tấn công phủ đầu ở Trung Đông. Mỹ lần đầu phóng đạn SM-3 chặn tên lửa Iran ngoài khí quyển. Iran có thể đã rơi vào bẫy Israel mà Mỹ đã chuẩn bị suốt 27 năm. Ukraine muốn được phương Tây đối xử như Israel. Ukraine bất ngờ rút khỏi đàm phán thỏa thuận Biển Đen vào phút chót. Quân đội Nga thất thủ ở đầu cầu Krinki, Ukraine mở rộng tiền tuyến ở Đông Kherson. Tôi Uyên Minh chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, hôm ngày 16 tháng 4, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng cần có phản ứng phủ đầu với bất kỳ nhân tố rủi ro nào nảy sinh từ căng thẳng ở Trung Đông. Phát biểu được đưa ra sau cuộc tấn công của Iran vào Israel. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông gây tác động trực tiếp lên giá dầu toàn cầu, từ đó tác động đáng kể lên nền kinh tế Hàn Quốc và chuỗi cung ứng. Tổng thống Yoon cho biết khi bắt đầu chủ trì cuộc họp nội các. Ông Yoon nói rằng nên có phản ứng phủ đầu với nhiều yếu tố rủi ro có thể nảy sinh nhưng không nêu cụ thể. Ông cho biết eo biển Hormuz là hành lang vận chuyển 60% dầu mỏ mà Hàn Quốc nhập khẩu. Ông nói chi phí vận tải và giá dầu tăng sẽ khiến chúng ta chịu giá cả cao hơn. Ngày 16 tháng 4, giá dầu mỏ tăng khi việc Israel tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, khiến thị trường la lăng hơn. Một nhân tố khác đẩy giá dầu lên là nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng cao hơn dự kiến. Giá dầu Brent vào tháng 6 tăng 48 cent, tương đương 0,5%, lên 90,58 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô vào tháng 5 của Mỹ tăng 49 cent, tương đương 0,6%, lên 85,9 đô la Mỹ một thùng. Dữ liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy tổng sản phẩm quốc nội chính thức của nước này tăng 5,3% trong quý đầu tiên so với cùng kỳ năm trước, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích. Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu dầu mỏ nhiều nhất thế giới. Mỹ lần đầu phóng đạn SM-3 chặn tên lửa Iran ngoài khí quyển. Quý vị thân mến, hai tàu chiến Mỹ đã phóng loạt đạn SM-3 trị giá 36 triệu đô la Mỹ mỗi quả để chặn tên lửa đạn đạo Iran, đánh dấu lần đầu loại vũ khí này thử lửa trong thực tế. Hai quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm ngày 15 tháng 4 đã tiết lộ tàu khu trục USS Alebert và USS Kearny đã phóng tổng cộng từ 4 đến 7 quả đạn đánh chặn SM-3 để vô hiệu hóa loạt tên lửa đạn đạo Iran đang bay tới Israel vào đêm ngày 13 tháng 4. Các quan chức Mỹ không tiết lộ phiên bản SM-3 trên hai tàu chiến và loại vũ khí được Iran sử dụng. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định việc tàu chiến Mỹ phải khai hỏa SM-3 cho thấy Tehran đã sử dụng những tên lửa đạn đạo tầm trung với khả năng bay xa tới 2.900 km. RIM-161 Sander Missile 3 SM-3 là vũ khí đánh chặn ngoài khí quyển, có nhiệm vụ diệt tên lửa đạn đạo đối phương trong pha giữa khi mục tiêu bay hành trình trên không gian. Khi đạt độ cao phù hợp, SM-3 sẽ phóng ra phương tiện tiêu diệt, sử dụng lực đâm pha để hạ mục tiêu, thay vì mang đầu nổ phá mảnh như tên lửa đánh chặn thông thường. Phiên bản SM-3 Block 2A mới nhất được thiết kế để đối phó tên lửa đạn đạo tầm trung, lấp khoảng trống giữa các tổ hợp phòng thủ tên lửa pha cuối như Patriot và Tad. Tên lửa SM-3 có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 1.200 km và độ cao 100 km. Tài liệu ngân sách của Hải quân Mỹ năm 2021 cho thấy mỗi quả đạn SM-3 Block 1B có giá ước tính gần 12 triệu đô la, trong khi biến thể Block 2A hiện đại nhất có giá lên tới hơn 36 triệu đô la, chưa tính chi phí bảo dưỡng và nâng cấp. Dòng tên lửa SM-3 được Mỹ triển khai trên tàu chiến từ năm 2004 nhưng chỉ khai hỏa trong diễn tập và chưa từng chặn mục tiêu trong thực tế trước khi tham gia trận đánh đêm 13 tháng 4. Hải quân Mỹ tuần trước điều động tàu chiến USS Alebert và USS Kearny đến phía đông Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Israel để tăng cường khả năng bảo vệ nước này. Cả hai chiến hạm đều trang bị hệ thống chiến đấu Aegis được tối ưu cho nhiệm vụ bám bắt và đánh chặn tên lửa đạn đạo. Iran có thể đã rơi vào bẫy Israel mà Mỹ chuẩn bị suốt 27 năm.
Thưa quý vị, sau những lời đe dọa và cảnh báo, Iran đã tấn công Israel khi phóng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Số vũ khí trên đã bay trong vài giờ trước khi đến lãnh thổ Israel, nhưng Tel Aviv đã bắn hạ gần hết và khẳng định sẽ trừng phạt Tehran, có thể leo thang thành chiến tranh tàn khốc. Trong khi đó, giới chuyên gia đang đánh giá chi tiết về cuộc tấn công của Iran và những gì có thể xảy ra tiếp theo. Ngay từ thời điểm Israel tấn công lãnh sự quán Iran ở Damascus, Tehran đã bắt đầu đề cao kịch bản trả đũa và liên tục tuyên bố sẽ đáp trả bằng quân sự. Nhưng liệu họ có thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình không? Nhà nghiên cứu người Israel, ông Mahmoud Abu-Am, nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Step News rằng Iran có điều kiện nhất định để đáp trả Israel, trong đó quan trọng nhất là phản ứng ngay lập tức. Hơn nữa, bất kỳ hành động nào cũng không được dẫn đến xung đột toàn diện trong khu vực. Iran trì hoãn phản ứng, có lẽ chờ đợi thời điểm chính trị thích hợp, nhưng đồng thời cũng cố gắng đưa ra hành động quân sự có giới hạn. Mặt khác, nhà nghiên cứu chính trị và chuyên gia về vấn đề Iran, ông Islam Al-Masri nhận xét, rõ ràng là Iran không muốn tham gia vào một cuộc chiến với Israel hoặc Mỹ. Do vậy, phản ứng của Tehran bị trì hoãn trong vài ngày, đồng thời vẫn bị giới hạn ở phạm vi hẹp, không dẫn đến phản ứng nghiêm trọng có thể gây tổn hại họ. Một số người tin rằng Iran có thể dựa vào các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực để đáp trả Israel như trước đây, nhưng lần này Tehran đã quyết định nhắm mục tiêu trực tiếp nhà nước Do Thái. Nhà nghiên cứu chính trị Abu Am nói, phản ứng của Iran là một thông điệp xác nhận rằng họ đã đáp trả khi bị tấn công, đồng thời để các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực tự do lựa chọn hành động với khu vực phía nam Israel và vùng Negev, cách xa địa điểm tập trung đông dân cư. Nhà chính trị và chuyên gia quan hệ quốc tế Yossi Obed tin rằng phản ứng của Iran vẫn sẽ ở mức hạn chế và được kiểm soát để không tiến tới đối đầu với Mỹ. Giữa những cảnh báo rằng tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và leo thang thành một cuộc xung đột quân sự lớn trong khu vực, Israel một lần nữa đe dọa trả đũa Iran. Điều này khiến các chuyên gia lo ngại có thể dẫn đến các kịch bản khác nhau. Chuyên gia Abu Am nói thêm, có nhiều kịch bản về một cuộc tấn công vào Iran, một số có thể kéo dài trong vài ngày và một số có thể kết thúc, như cách phái đoàn ngoại giao Iran tại Liên Hợp Quốc đã nói. Tôi nghĩ mục tiêu chính của Iran là gieo rắc sự chia rẽ trong xã hội Israel thông qua chiến tranh tâm lý, cuối cùng nhiều khả năng kết thúc bằng một thỏa thuận chính trị. Chuyên gia này cũng cho biết thêm, tôi nghĩ Iran đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả một cuộc phản công từ Israel và họ đã đặt các hệ thống tên lửa của mình ở những địa điểm dưới lòng đất được bảo vệ tốt, có khả năng chống vũ khí hạt nhân. Tehran đã nỗ lực phát triển những địa điểm này như một phần trong chiến lược quốc phòng của mình trong nhiều năm. Theo ông Abu Am, sau cuộc tấn công của Iran có hai kịch bản. Đầu tiên là Israel sẽ dừng chiến tranh ở Gaza và chuyển sự chú ý sang mặt trận Iran, như đã xảy ra khi Hamas bắt cóc người lính Shalit vài năm trước. Sau đó là Hezbollah bắt cóc hai binh sĩ và Israel đưa chiến tranh từ Gaza sang Liban với chiến dịch Tef. Kịch bản thứ hai, theo vị chuyên gia thì nguy hiểm hơn rất nhiều, đó là Mỹ có thể quyết định tấn công Iran. Chuyên gia Abu Am nói, đây là kịch bản mà một nhà chính trị Mỹ đã nói đến vào năm 1997 khi đề cập rằng có hai quốc gia nguy hiểm cần bị tấn công là Iraq và Iran. Tình hình Iran phức tạp hơn do mạng lưới các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm mà Tehran đã xây dựng trong suốt những năm qua. Mặt khác, nhà phân tích Yossi Obed xác nhận rằng Iran có thể chấp nhận hòa giải chính trị để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang dự kiến nào với Israel và tránh bị lôi kéo vào chiến tranh. Vị chuyên gia nói rõ, Mỹ vẫn là nhân tố quyết định và là người đưa ra lời cuối cùng về vấn đề này sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel. Chuyên gia Islam Al-Masri đồng tình với ý kiến trên, khẳng định Iran sau vụ tấn công có thể chấp nhận hòa giải chính trị, ngay cả khi liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh ở dải Gaza. Đây sẽ được coi là một thành tựu to lớn nhất và họ sẽ được hưởng lợi từ điều đó trong nhiều năm tới. Tuy vậy, lời lẽ của Mỹ vẫn khiến nhiều người lo ngại khả năng chiến tranh xảy ra, đặc biệt nếu những người Cộng hòa lên nắm chính quyền. Ukraine muốn được phương Tây đối xử như Israel. Quý vị thân mến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi tập thể phương Tây tham gia vào cuộc chiến chống lại quân xâm lược Nga
và bảo vệ nước này, tương tự những gì phương Tây đã hỗ trợ Israel khi bị Iran không kích hồi cuối tuần qua. Hãng Reuters đưa tin, nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra lời kêu gọi trong một bài viết đăng trên Telegram hôm qua. Trong đó, ông dành nhiều lời khen cho hành động của các nước đồng minh trong việc giúp đỡ Israel. Theo tuyên bố của Israel và phương Tây, hầu hết số tên lửa và máy bay không người lái UAV mà Iran phóng về phía Israel đều bị bắn hạ trước khi tiếp cận được không phận Israel và các máy bay của Anh, Mỹ đã giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Israel. Tổng thống Ukraine nói, nó chứng tỏ sự đoàn kết thực sự hiệu quả như thế nào trong việc chống lại khủng bố. Israel, Mỹ, Anh, Pháp và Jordan đã cùng hành động và đạt hiệu quả tối đa. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm, không ai bị lôi kéo vào xung đột do hành động chống lại Iran. Ông Zelensky lưu ý rằng Israel không phải thành viên NATO nên không cần có hành động như kích hoạt điều 5. Tiếp đó, người đứng đầu Ukraine kêu gọi tập thể phương Tây hỗ trợ cho Ukraine, tương tự mức hỗ trợ cho Israel và bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công tầm xa của Nga. Bầu trời châu Âu lẽ ra đã nhận được mức bảo vệ tương tự từ lâu nếu Ukraine nhận được sự hỗ trợ đầy đủ giống như vậy từ cả đối tác trong việc ngăn chặn máy bay không người lái và tên lửa. Ông Zelensky cho biết, trong suốt cuộc chiến chống quân xâm lược Nga, Kiev liên tục thúc giục các nước phương Tây bảo vệ nước này khỏi các cuộc không kích của Nga, thiết lập vùng cấm bay do NATO thực thi trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, những ý tưởng này chưa bao giờ thành hiện thực vì những động thái như vậy sẽ kéo phương Tây vào một cuộc chiến tổng lực với Nga. Moscow đã nhiều lần cảnh báo sẽ coi những nỗ lực như vậy là cách phương Tây tham gia trực tiếp vào chiến sự giữa Nga và Ukraine. Ukraine bất ngờ rút khỏi đàm phán thỏa thuận Biển Đen vào giờ chót. Quý vị thân mến, hãng tin Reuters của Anh đưa tin Nga và Ukraine gần như sắp đạt được thỏa thuận Biển Đen thì Kiev đột ngột rút khỏi đàm phán. Reuters trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, ngày 15 tháng 4, Nga và Ukraine gần như đã đạt được một thỏa thuận vận chuyển hàng hải mới trên Biển Đen vào tháng 3 sau 2 tháng đàm phán. Tuy nhiên, nguồn tin cho hay Ukraine đã từ bỏ thỏa thuận này vào phút chót. Tuyến đường vận chuyển hàng hóa giữa hai bên đã không có thỏa thuận chính thức kể từ tháng 7 năm 2023 khi Moscow từ chối gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2022 do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Nga cáo buộc rằng Mỹ và EU đã không giữ đúng cam kết trong thỏa thuận khi ngăn chặn xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Theo nguồn tin của Reuters, các cuộc đàm phán gần đây do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã dẫn tới một thỏa thuận dự kiến nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động vận tải thương mại ở Biển Đen. Reuters cho biết Ukraine dường như đã đồng ý rằng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có thể công bố thỏa thuận dự kiến này một ngày trước cuộc bầu cử địa phương ngày 31 tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp ước sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố. Nguồn tin cho biết, vào phút cuối, Ukraine bất ngờ rút lui và thỏa thuận bị phá vỡ. Theo bản dự thảo mà Reuters tiếp cận được, Ankara đã làm trung gian cho các thỏa thuận giữa Moscow và Kiev về việc bảo đảm hoạt động đi lại tự do và an toàn cho các tàu buôn ở Biển Đen, tuân thủ các công ước hàng hải. Các bảo đảm sẽ không áp dụng đối với tàu chiến, tàu dân sự chở hàng hóa quân sự, trừ khi được tất cả các bên đồng ý. Theo dự thảo thỏa thuận, cả Nga và Ukraine đều phải đưa ra các bảo đảm an ninh cho các tàu thương mại ở Biển Đen, cam kết không tấn công, bắt giữ hoặc khám xét chúng, miễn là chúng không chở hàng hoặc khai báo là hàng hóa phi quân sự. Lý do khiến Kiev rút lui chưa rõ ràng, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc trong thỏa thuận ban đầu, qua đó khiến các quốc gia dễ bị tổn thương gặp rủi ro. Quân đội Nga thất thủ ở đầu cầu Kharinki, Ukraine mở rộng tiền tuyến ở Đông Kherson. Thưa quý vị, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục trấn giữ đầu cầu ở tả ngạn sông Dnieper ở khu vực Karinov. Một ngày trước đó, các phóng viên của quân đội Nga viết rằng lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ trấn giữ mà còn mở rộng đầu cầu ở Kharinki. Hôm ngày 16 tháng 4, Natalia Kumeniuk, phụ trách báo chí khu vực miền nam Ukraine, phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia rằng kẻ thù đang tìm nhiều lý do để không tấn công. Trong 24 giờ qua, quân xâm lược đã thực hiện 5 cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine,
đây là chuyện thường ngày trên khu vực này của mặt trận. Trong tất cả các cuộc tấn công, địch chỉ sử dụng một binh sau bọc thép đứng sang một bên. Bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Nga đang tìm kiếm nhiều biến thể khác nhau để thực hiện luân phiên thường xuyên nhất có thể. Về lực lượng mới được khuy động không nắm rõ tình hình ở Krynky và vẫn có thể xông vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, sau đợt tấn công đầu tiên, kẻ địch bỏ chạy khỏi chiến trường, trạng thái tâm lý bằng không. Các kênh quân sự Nga xác nhận rằng lực lượng vũ trang Ukraine thậm chí còn mở rộng đầu cầu thêm 500 mét. Từ giờ trở đi, quân phòng thủ Ukraine kiểm soát một khu vực rộng 1,5 km và sâu 200 mét ở tả ngạn sông Kherson. Có tới 80 binh sĩ lực lượng vũ trang Ukraine liên tục có mặt trên đầu cầu. Những blogger quân sự Nga thừa nhận rằng họ đã đầu hàng 500 mét gần bờ sông mà không có giao tranh và ngày đêm xảy ra cuộc chiến không người lái. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.